Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Khương thực hiện. Trong chương trình hôm nay, sau phóng sự nông dân bản sen phát triển kinh tế bằng việc khai thác tốt những lợi thế sẵn có là phóng sự về giáo viên vùng cao, những tấm gương miệt mài gieo chữ. Cuối chương trình là ghi nhận của phóng viên về những tác động tích cực từ dự án 585 cán bộ y tế tại huyện Mường Khương. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế gia đình tại các địa bàn còn nhiều khó khăn như xã Bản Sen, huyện Mường Khương luôn là một trong những vấn đề khó khăn của địa phương. Tuy nhiên, bằng nghị lực, quyết tâm và sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ gia đình trong xã đã xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, qua đó khơi dậy được tinh thần của người dân quyết tâm xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhìn vào gia cảnh của gia đình bà Lục Thị Bình ngày hôm nay, ít ai biết rằng trong thời gian trước đây, gia đình bà liên tục là hộ nghèo của xã. Năm 2012, nhờ vào chính sách của Đảng và Nhà nước, gia đình bà được hỗ trợ 2 con lợn nái cộng với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, bà đã quyết tâm phát triển kinh tế gia đình. Bước đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và chăm chỉ học hỏi cách thức làm ăn của các gia đình khá giả trong xã, bà quyết định thực hiện chuyển đổi sang nấu rượu để tận dụng bã chăn nuôi lợn. Đến nay, trong chuồng nhà bà luôn có trên 40 đầu lợn nái thịt các loại, cộng với việc trồng chè và ngô lúa cũng cho gia đình bà thu nhập đều đặn gần 200 triệu đồng trên năm. Và thành quả lớn hơn cả đó là 5 người con của bà đều được học hành đầy đủ, có công ăn việc làm ổn định và đang ngày đêm góp sức để xây dựng quê hương Bản Sen. Mới thất nghèo thì bây giờ thì tôi lại đi học những người nó thoát nghèo thì tôi đi học hỏi những người đấy. Thì nó làm như thế nào thì tôi theo nó làm. So với trước đây thì gia đình nhà tôi thì cũng đổi thay thì cũng là tương đối. Bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, mô hình phát triển kinh tế của gia đình bà Bình đã có được thành quả rất đáng tự hào. Đây cũng là động lực để các hộ gia đình khác cố gắng vươn lên trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững. So với cách đây thì hiện tại thì bộ mặt của toàn thôn thì hầu như là thay đổi chuyển biến rất nhiều. Bà con bây giờ tỷ lệ nghèo thì cũng rất là ít. Bà con tập trung vào chủ yếu là cái chè là cái xóa đói giảm nghèo cho bà con. Và những cái chuyển đổi về những cái ruộng lúa mà kém chất lượng và không hiệu quả thì chuyển đổi về đào ao thả cá cũng rất là tốt. Cùng với sự cố gắng nỗ lực của từng gia đình thì thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Bản Sen cũng đã rất tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển các mô hình phát triển kinh tế dựa trên những thế mạnh sẵn có của địa phương, đặc biệt là khai thác tối đa lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, qua đó góp phần mở rộng các mô hình phát triển kinh tế đẩy lùi đói nghèo. Thời gian tới thì để thực hiện tiếp tục thực hiện công tác tốt xóa đói giảm nghèo thì Đảng bộ xã đưa ra các biện pháp, đó là tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động bà con duy trì tốt đàn lợn nái đen bản địa Mường Khương mà hiện tại là đang thực hiện tại trên xã Bản Sen, rồi tiếp tục duy trì chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện cánh đồng một giống. Như vậy có thể thấy, tại các địa bàn khó khăn của tỉnh không phải không có cách để phát triển kinh tế xã hội. Quan trọng hơn cả, đó là cấp ủy chính quyền phải vào cuộc tích cực trong việc hỗ trợ người dân tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp, biến những khó khăn trở thành lợi thế để làm giàu. Thưa quý vị và các bạn, Lũng Vùi là một thôn đặc biệt khó khăn của xã Tà Ngài Trồ, huyện Mường Khương. Cuộc sống của đồng bào người Mông ở đây còn nhiều vất vả, giao thông cách trở, việc dạy và học của thầy và trò Lũng Vùi vì thế cũng không thuận lợi. Vậy nhưng vượt qua tất cả những khó khăn đó, bằng tình yêu thương dành cho học trò, các giáo viên nơi đây vẫn kiên trì cắm bản, gieo chữ trên nòi. Cách trường chính hơn chục cây số, điểm trường Lũng Vùi của trường mầm non Tà Ngài Trồ là một trong những phân hiệu khó khăn nhất của huyện Mường Khương. Người Mông ở Lũng Vùi đi nương từ rất sớm, nên hầu hết các em học sinh đều tự đến lớp, trong đó có cả những em mới 3 tuổi. Không yên tâm khi các em nhỏ phải vượt qua quãng đường nguy hiểm như thế này, nhiều khi các giáo viên nơi đây vẫn thường dậy thật sớm để đón các em tới trường. Đi sớm để vận động học sinh ra lớp. Nhiều phụ huynh học sinh thì buổi sáng thì cũng trẻ như là trẻ 3 tuổi ấy, thì đi học thì nó cũng bé nên là mình cũng phải đi đến từng nhà vận động và bế các em ra đến trường. Điểm trường mầm non ở thôn Lũng Vùi có 16 em học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, tất cả đều là dân tộc Mông.
Ở nhà, các em giao tiếp bằng tiếng bản địa, nên khi bắt đầu đi học mầm non, hầu như không có em nào biết nói tiếng Việt. Do vậy, để cho các em có thể hiểu được thì các cô giáo ở đây phải dạy song song cả tiếng phổ thông và tiếng Mông. Điểm trường có hai cô giáo, vừa dạy học, vừa thay phiên nhau đi chợ, nấu cơm, chăm sóc cho các em nhỏ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng tình yêu, nhiệt huyết, các cô giáo ở đây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trang bị cho các em những kiến thức đầu tiên để vào lớp 1. Ở điểm trường lẻ thì hai cô một lớp thì chúng tôi phân công nhau. Một cô đến sớm để dạy hoạt động học, chăm sóc cho trẻ, xong còn một cô đến sau để lấy thức ăn đến sau để nấu cơm cho các cháu ạ. Để dạy được các cháu học các cái tiết học thì giáo viên rất là vất vả. Ví dụ như cùng một bài thơ hay là một bài hát với trẻ vùng thấp hoặc trẻ miền xuôi thì các cháu chỉ học trong vòng một tiết học hoặc trong một ngày là các cháu có thể nắm bắt được kiến thức và có thể hát được hoặc đọc được thơ. Nhưng mà với học sinh ở cái điểm trường này của chúng tôi thì phải mất cả tuần. Hiện tại chúng tôi chỉ có định mức là 1,5 giáo viên trên một lớp. Nhưng với những cái điểm trường xa như thế này chúng tôi ưu tiên đủ 2 cô trên một lớp để các cô hỗ trợ nhau và để thực hiện tốt cái công tác chăm sóc giáo dục và cả cái công tác nuôi ăn bán trú cho học sinh. Nỗ lực ươm mầm của các cô giáo trẻ ở Lũng Vùi đã dần đâm chồi nảy lộc. Những câu hát tuy vẫn còn ngọng nghịu, những ánh mắt chứa tràn niềm vui của các em nhỏ mỗi buổi đến trường là niềm động viên lớn lao đối với những giáo viên đang nhọc nhằn gieo chữ ở vùng cao. Hiện nay, việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế của người dân ở những khu vực khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước. Nguyên nhân là do hệ thống y tế công lập tại những địa bàn này còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh và đặc biệt là thiếu vắng đội ngũ cán bộ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Dự án 585 của Bộ Y tế thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang giúp khắc phục những tồn tại này trong thực tiễn, ghi nhận tại Mường Khương, một trong những huyện nghèo của cả nước. Ở những huyện đặc biệt khó khăn như Mường Khương, số lượng bác sĩ thiếu rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Trước thực tế, Bộ Y tế đã triển khai dự án 585 nhằm thu hút bác sĩ trẻ mới ra trường, tình nguyện về công tác tại tuyến huyện, ưu tiên cho những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án được Bộ Y tế kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc tiến tới đảm bảo đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở những địa phương còn khó khăn, đồng thời giúp các bác sĩ trẻ rèn luyện và trưởng thành. Cái đề án này của Bộ Y tế nhằm là mục đích là đào tạo những bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, loại khá và được tiếp tục đào tạo thêm 3 năm chuyên khoa 1, được cầm tay chỉ việc đối với các cái chuyên ngành mà địa phương cần, có nghĩa là ghép giữa cung cầu để mà khi về công tác tại địa phương thì giúp cho địa phương có thể, nhất là những cái huyện miền núi, hải đảo, có thể là các bác sĩ này tự độc lập triển khai các kỹ thuật khó mà không cần phải chuyển lên tuyến trên. Những mục tiêu và kỳ vọng mà Bộ Y tế đặt ra khi triển khai dự án 585 là có cơ sở, bởi chỉ nửa năm sau khi bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về tuyến huyện, những tín hiệu tích cực đã có thể nhìn thấy. Tỉnh Lào Cai có 3 bác sĩ trẻ về công tác tại huyện Ba Mea là Bắc Hà và Mường Khương. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn cả về môi trường sống, môi trường công tác, sự bất đồng về ngôn ngữ, nhưng các bác sĩ trẻ về công tác theo dự án 585 đều đã thực sự phát huy được kiến thức, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Khó khăn thì địa hình, rồi thời tiết, rồi ngôn ngữ, cơ sở vật chất. Nhưng mà những cái khó khăn đấy thì tôi cũng cố gắng khắc phục dựa trên những cái cơ sở vật chất hiện có. Thì cũng làm với cả giao tiếp với bệnh nhân này, thì cũng cố gắng học một vài những câu nói cơ bản để có thể ít nhất là cũng để hướng dẫn được bệnh nhân, để tạo điều kiện thuận lợi cho mình thăm khám. Khó khăn về nguồn nhân lực chất lượng cao ở bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã được giải quyết một phần. Không ít các ca bệnh trước đây thường phải chuyển ra bệnh viện tuyến tỉnh, nay có thể xử lý ngay tại tuyến huyện. Niềm tin của người dân đối với đội ngũ thầy thuốc được nâng lên. Đó là những chuyển biến đáng ghi nhận qua hơn nửa năm triển khai dự án 585 tại tỉnh Lào Cai. Các bác sĩ thì nói năng thì
nhẹ nhàng với bệnh nhân và rất nhiệt tình. Mình cũng rất tin tưởng và cũng cảm thấy quý quý bác sĩ. Bước đầu khó khăn như bác sĩ gặp phải đó là về tập quán cũng như là các cái điều kiện mô hình bệnh tật cũng như là các cái điều kiện phải đi trực toàn bộ bệnh viện, vì bác sĩ cũng đã đáp ứng được một số cái dịch vụ mà kỹ thuật mới mà bổ sung thêm và sợ làm sâu sắc hơn những cái dịch vụ đó là công tác về chẩn đoán hình ảnh, về siêu âm các mô mềm cũng như siêu âm mạch tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Và đã đặc biệt là nhi khoa cũng có những cái cấp cứu nhi khoa kịp thời và đã cứu sống được một số những cái trẻ đẻ non sơ sinh nằm tại bệnh viện, còn đã bước đầu được nhân dân và bà con người bệnh yên tâm tin tưởng về các bác sĩ trẻ tình nguyện lên viện Mường Khương. Vẫn còn rất nhiều khó khăn cần phải giải quyết để quá trình triển khai dự án 585 của Bộ Y tế đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng những tín hiệu khả quan ban đầu đang cho thấy việc đưa các bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên 62 huyện nghèo nhất của cả nước, là một chủ trương đúng của ngành y tế, cần được các địa phương ủng hộ, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ địa bàn cơ sở. Trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Khương thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.